Chào quý vị và các bạn đến kênh Boss Vlog. Hiện giờ mình có mặt tại vườn vạn thọ của Phước Thiêm ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hôm nay Phước Thiêm sẽ chia sẻ cách lãi đọt hoa vạn thọ một cây cũng như chăm sóc phân thuốc cho quý vị và các bạn cùng xem. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Xin chào bà con các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bà con và các bạn hiểu biết về vấn đề hoa vạn thọ một cây. Mình hướng dẫn hôm nay là ngày 26 tháng 11, mình sẽ tiến hành ngắt đọt dành cho vạn thọ một cây của mình ha. Rồi mời các bạn mình xem ha. Thì hôm nay cũng đã đến ngày thời điểm mà mình đã lấy đọt rồi, ngắt đọt cho vạn thọ một cây này, giống cao lỡ của mình ha. Cao lỡ của mình B1 B2 B3, thì hôm nay mình trồng mấy cái mẫu vạn thọ mẫu mới này. Rồi mình sẽ hướng dẫn cái này mình lấy mấy cặp lá. Dạ cái cây này mình cũng chừa bốn cặp lá thôi. Dạ, dạ về phòng mình là hồi xưa mình riêng mình là mình xài 4 cặp lá hả, không có chừa nhiều. Cái cây mà mình chừa nhiều cặp lá cũng vẫn được, mà nó mắc sức thì nó không đủ nuôi cũng vậy thôi. Nó không đủ nuôi bông nó cũng không lớn nha. Dạ, nó không đủ sức để đâm chèo được cũng vậy, cũng bỏ chèo hả. Đó, mình sẽ đến thời điểm mà 4 cặp lá mình sẽ ngắt thôi. Này cũng hơi phát nhanh, đằng kèo nó hơi cũng cao à. Khi mình lãi đọt gì mình có cần ngắt lá không các em? À, ở đây thì mình á, cái kinh nghiệm mình xưa giờ á, là không có cần ngắt lá. Vì cái lá này nó để quang hợp cho cây mình phát triển tốt. À. Mình không cần ngắt lá. Mình ở đây là không cần ngắt lá, nhưng mà vẫn chèo mình vẫn xum sơ, vẫn tươi tốt, tàn vẫn đẹp, vẫn tròn, bông vẫn đẹp. Chứ không cần thiết để ngắt lá. Vì theo ý mình, tại vì bộ lá để nuôi cho thân chèo. Đó, nó cây sẽ quang hợp rất là tốt bộ lá này. Nếu mà chúng ta bỏ bộ lá nó sẽ không có quang hợp được, cây nó sẽ chậm phát triển. Đó, về riêng nhà mình thì mình bằng xưa giờ là không cần đặt lá. Vẫn cây vẫn đâm chèo bình thường tươi tốt. Lật lá nữa rất là tốn công ha. Đúng rồi. Để cái thời gian mà mình lật lá để mình làm công việc khác, mình vô phân hay là mình xịt thuốc hay là mình tưới phân, nó cái thời gian nó còn tốt hơn. Còn lật lá mình thấy cũng vô đó à. Lật lá này mà bao lâu mình vô phân nữa nữa? Dạ thì khi mà mình lật lá xong này thì trước đó mình 4-5 ngày mình chưa có tưới phân, thì mình tiến hành mình sẽ vô một cửa, mình tưới một cửa phân nữa. Tưới cửa phân nữa thì ở đây mình tưới là một là gót 2 cho dưỡng rễ, hai là phân hóa học mình á, là phân DB, phân đắp đen á, đó mình sẽ mà tưới hoặc là bỏ gốc. Ở đây thì mình không có thời gian mình để tưới thì mình bỏ gốc đó phần mình đó. Rồi sau khi đó khoảng 4-5 ngày sau nữa dàn tàn dàn chèo đây nè. Nó sẽ phát triển xum xơi nhóm cao trên mặt đất thì nó hơn nửa chậu. Mình sẽ tiến hành vô giá thể lần thứ hai dành cho lại nữa ha. Dạ. Mình vô giá thể vô phân luôn. Dạ. Vô giá thể gom mình đó, phân gom giá thể đó, mình sẽ vô một lần thứ hai cho cây nó cứng cáp lại, bộ rễ nó ổn định phát triển tốt lại. Lúc đó là dàn chèo mình sẽ cao mới được vô lần hai nha. Dạ, hôm nay mình mới lật đọt thì dàn chèo chưa có ổn định, mình không được vô. Đó là cái phần mà vô mà ngắt đọt của mình. Và mình sử dụng phân và thuốc với bà con kết hợp với mà mình phun trên đọt luôn ha. Thì ở đây mình đặt đọt xong mình sẽ phun sâu ngừa sâu bệnh. Thứ hai nữa mình sẽ bón phân với gốc cho hai cái nó phối hợp với nhau, nó phát triển và tàn dàn chèo của mình nó mạnh lên á. Con lưu ý phần đó. Còn lưu ý là mình xịt thuốc với mình xịt buổi chiều mát. Dạ đúng rồi. Ở đây thì mình cũng nhắc nhở bà con và các bạn mình xịt phải lựa giờ mát xịt, cây nó không có nóng, không bị cháy lá. Đó, hoặc là sáng sớm thì mình cũng ít thuốc xịt lắm. Sáng phải xả lại. Dạ. Xả lại. Tại vì sáng sớm mình xịt mặt trời lên là mình cái cây mình nó nóng quá. Nếu mà thuốc mát thì không nói, còn thuốc lọ thuốc nóng nó sẽ bị cháy lá của mình, hoặc là cháy đọt non chèo mình luôn đó. Thì ở đây mình cũng có hướng dẫn mấy clip trước, mình hướng dẫn đó là mình trồng khi này cây nào cây lớn thì mình trồng theo cây lớn, cây nhỏ thì cây nhỏ. Bởi vì cái dàn chậu mình có khi cao cây thấp chứ không có đều hết. Cái nào thấp thì thấp không, cái nào đều lớn cao. Dạ, mình lựa lớn nhỏ mình đã trồng đó. Mình lựa là mình phải lựa cho cây nhỏ, bà hiểu theo nhỏ lớn thì lớn cái tàn nó mới đều hay tròn ha. Dạ đúng rồi. Rồi sau này cái tàn nó mới bằng mặt được, nó mới tròn tàn bằng mặt luôn, nó mới đẹp. Chứ
bà con không biết mà mình trồng cây cao cây thấp nó sẽ cái tàn nó không được tròn, không được đẹp, không bằng mặt được. Thì hôm nay dàn tàn nó quá quá đẹp, quá tốt rồi nè. Thì ở đây mình hướng dẫn đơn giản thôi bà con, không cần thuốc gì mà khó khăn hay là loại sử dụng nhiều loại thuốc gì hết vậy. Ở đây mình chỉ đơn giản thôi. Đầu thứ nhất đầu tiên là mình chỉ phân ugê phát triển vậy, cây cối lúc nhỏ, rồi sau khi lớn mà bộ tàn ông tùm này mình sẽ sử dụng DB phân đáp thôi, với kích thích gửi người hút sâu rồi mấy loại đó. Sau khi dàn chèo mình ổn định rồi, mình vô giá thể rồi, mình vô một cử đáp nữa là mình sẽ ngưng cái chế độ mà vô phát triển chèo nữa nha. Mình sẽ chuyển qua chế độ là vô bông, cây mình lúc đó cứng cáp nó già rồi mình chuyển qua vô bông. Thì những cái phần đó mình sẽ hướng dẫn tiếp theo cho bà con theo dõi. Các bạn nhớ theo dõi kênh của mình thì theo dõi từng bước nhé, mình sẽ hướng dẫn tận tình từng bước thôi. Nếu mà thấy cây dân thọ nó hơi đều đẹp, mình có thể kích rễ hun mít được không? Được anh. Hun mít thì nó cũng phát triển về rễ, hai nó dần phèn tốt, nó xanh cây. Thì ở đó hun mít thì xài cũng tốt thôi. Còn bà con mình không xài hun mít thì xài gót hai, gót hai của Hoa Kỳ, của Mỹ đó. Nó cũng là tốt cho bộ rễ và phát triển về lá mướt luôn. Nó giảm hữu cơ, sinh học, không có gì hại chứ. Giờ phối hợp với thằng phân UG với phân đáp nè, hai cái mình phối hợp nhau mình tưới, nó sẽ phát triển cây lại, với điều kiện là cây đằng nha. Còn cây nó phát triển như thế này thì mình không cần sử dụng đạm UG nữa nha, tại vì cây mình đã bổ lá nó ổn định phát triển rồi, mà mình tưới cái nữa là nó dư đạm, cây nó sẽ mập mập, nó giọt cao lên ốm yếu, nó sẽ gây bệnh cho cây mình đó. Rồi mình nhìn cây mình chăm sóc cho nó đúng rồi, mình phải nhìn theo cái thời điểm cây nữa. Thì ở đây mình quay thực tế cây như thế này, mình đi phân như thế này, mình sẽ hướng dẫn rõ cho bà con vậy đó. Xong rồi mình coi theo cái cây mình là áp dụng, mình làm theo. Với một số người thì một số clip khác quay giai đoạn này kích chèo, đâm chèo hay là dùng thuốc này thuốc kia, siêu đâm bọt, cái đó không cần vấn đề. Quan trọng mình cái giá thể mình tốt, mình sử dụng phân đơn giản, nhẹ phân luôn, chẳng đâm chèo bình thường, chẳng đâm tốt bình thường, chứ không nhất thiết là dùng. Còn thứ mà giá thể mình không tốt mà mình hút này hút kia chăng nữa nó cũng không phát triển nữa. Ở đây là mình làm thực tế như thế thôi chứ không có gì. Chèo này cao rồi anh? Chèo quá cao rồi. Lá phè hết. Dạ. Yeah. Để nó phát triển rồi. Số bạn đó để mà cặp lá 5-6 cặp lá hơi cao ha. Dạ đúng rồi, thì để thì cũng được thôi chứ không có gì khó, mà con cái mình để là cái tàn của mình nó sau này nó hiu nó cao, nhưng mà không chọi cây nữa. Mất chọi cây nữa. Đúng rồi, chọi cây một chuyện, thứ hai nữa cái tay mình không đủ sức nuôi á, mình chừa nhiều chèo quá đó à. Cái dàn chèo dưới chân nó đâm không nổi, ở trên nó đâm trên không à. Thì chính vì thế nó đâm ở trên nó hiu ca, cây mình nó hiu qua yếu, mất chọi cây. Thứ hai nó cái tàn nó không vùng được. Cái dàn tàn của mình lớn hay không á là nhờ bộ dàn chân. Cái cây dàn chân nó đâm chèo dưới chân nó sẽ lớn, nó lớn nó cùng cây gì nè, nó cùng ra thì cái tàn mình nó cho tròn, nó tròn đều, tròn đều nó sẽ lớn. Còn mà cái cây mà dàn chân nó không có dàn chèo chân mà không phát triển không tốt ha, nó không đâm được ha, là cái dàn tàn mình túm húm đi lên lép, nó lép lép tàn nó không đẹp. Dạ nó ốm, tàn ốm đi lên, mà tại nó hiu mà dưới chân nó cùng không cùng ra thì cái tàn mình nhìn vô là không có thẩm mỹ, nó không có vùng, không có tròn đẹp đó. Ở đây là mình hướng dẫn là bà con như thế, là mình ở đây là mình sử dụng 4 cặp lá thôi. Ăn cây nó đủ sức, đủ sức đâm chèo cho đủ nuôi chèo ha. Nó mới cái tàn mới đồng thanh đồng thủ được. Chứ mà mình tham mình để cho nhiều thì được, mà cái không đủ sức rồi nó thâu nuôi được cái chèo chân. Nó lo tập trung cây thường thường phát triển, nó sẽ phát triển trên đọt không. Nó không phát triển dàn chân. Đó, mình đến thời điểm 4 cặp lá thì ngắt. Ngắt. Nếu mà sơ xích mình thấy sơ xích mà 1-2 ngày mình sẽ ngắt sớm một chút xíu. Chứ không có sớm, mà con cứ yên tâm với lời đó. Chứ đừng đến thời điểm đó mình sẽ ngắt, gán đến thời điểm đó cây nó sẽ bỏ chèo chân luôn, nó phát triển cái bông rồi là lúc đó là dàn chèo nó phát trên không, nó không phát triển dưới, cây hưởng luôn là luôn phát triển trên không à. Nước thì kéo lên trên phát triển trên, dàn chân không bao giờ mà phát triển, chủ yếu là cây nó phát triển lên đọt, còn cái mấy cái nhánh dưới thì nó chậm phát triển. Dạ đúng rồi, nếu mình chăm sóc không kỹ. Dạ bởi vì đến thời điểm mình sẽ hướng dẫn bà con đến thời điểm phải ngắt tận mà cho dàn chèo chân nó sẽ đâm sớm mới được, nó có sức đâm sớm. Khi mình bỏ ra một điểm nó hút rồi, hút thời điểm mà phát triển chèo dưới chân rồi, nó sẽ không đâm mình nữa đâu. Đó, cái đó bà con lưu ý phần đó đó.
cái đó là mình hướng dẫn là rõ ràng để một số người nói xong rồi vàng tàn không tròn không lớn, không tròn không lớn là do mình để thời điểm hút thời gian, thứ hai nó dần chừa chèo quá nhiều, chừa chèo quá nhiều thì nó sẽ không đủ sức nuôi, ngắt bình thường vậy thôi. Thì cái cao lỡ thì lúc nào nó cũng vậy, nó cũng dao lóng, dao lóng nó cao giọt cao 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 hơn cái thằng lùng. Lùng bên kia thì nó hấp hấp lóng hơn, mình chỉ nấm gạt ngang hà. Còn cao lỡ thì nó giống cao một khúc vậy đó, rất là mau lắm. Cái đường không lấy lá, lấy lá trơn. Lấy lá bớt hay gì? Dạ, bớt lạc lá, lá cái. Ở dưới, lá dưới ha, lá chừng ha. Lá chừng, lá trong thằng đâm gà lá cái đó. Lấy như cái chèo bữa nay nó đâm nhiều là xem. Dạ, dạ, đúng rồi. Mình lạc lá cho dàn chèo nó cúng thằng chừng á. À. Tại vì nó mình để cũng được thôi, nó cũng đâm tàn bình thường. Nhưng mà mình lặt lá cho nó thoáng gì chân thôi. Lá cái ở trên mình đặc biệt phải chừa nha. Lặt lá cái ở trên. Ở trên thì nhờ bộ lá trên quan hợp nuôi được cái cây. Vậy là mình lặt cái chân này thôi. À, tém với chân cho nó gọn lại. Rồi kiểu mấy lá chân mình lặt hết trơn đó. Chừa mấy lá trên thôi à. Thì mỗi cây mình phải làm cái cách thức khác nhau. Ở vừa qua Phước Thêm đã chia sẻ cách lãi đọt qua dặn thọ một cây, cũng như là chia sẻ phân thuốc, cũng như cách chăm sóc qua dặn thọ sau khi mình lãi đọt như thế nào. Thôi mình xin kết thúc clip ở đây các bạn ơi. Hẹn quý vị và các bạn đón xem những cái clip tiếp theo. Mến chào các bạn.